Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại lên bảng chơi. Giới thiệu với các bạn, đây là nhà của một em học sinh của mình nhưng mà đã nghỉ học rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng tôi lên trên nhà xem có cái gì hay không nha. Xem cuộc sống thực tế của người dân ở đây như thế nào. Rồi, đây có một cái xiên thịt trâu treo gác bếp này. Nói đùa thôi các bạn ạ. Đây là cái măng khô nha các bạn nhé. Nó măng này măng gì? Măng nứa. Măng nứa. Ừ. Mấy củ đấy? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 củ. Đấy vậy nhỉ. Này khô cong rồi đấy nhỉ. Đây là anh mình làm măng nhồi ấy. À. Treo cả củ, cô người dạch. Đây là thịt lợn treo nữa. Mà hàng này chú mày. Xem tí. Ô, quả mặt lợn. Nhé. Mặt lợn đấy. Đúng không? Hai mặt lợn cơ à? Đâu cái này cái cằm thôi nhỉ. Cái này treo lâu chưa? Hai miếng đều cả. Hả? Hai miếng đều cả một cái đầu. Nhưng mà con này mổ lâu chưa? Mổ trong Tết mình. Từ Tết rồi á? Thế cả. Hai vợ chồng không ăn mấy nhỉ? Nhưng mà... Có cá móng ăn cái gì? Ăn cá móng thì ngon. Ăn cá móng ngon hơn thịt lợn treo. Ây da. Áp phết nhỉ? 30 Tết có thịt treo trong nhà đấy nhỉ? Đây là sắn này. Sắn này được mấy năm rồi anh? Sắn này trồng được mấy năm rồi? 2 năm rồi. Củ to nhỉ? Toàn sắn to. Bên này là à, đây có quả gáo ác ấy nhỉ. Gáo này anh khác làm à? Gáo này không phải gáo chuẩn đâu. Nhưng mà anh khác làm à? Gáo chưa đấy. Hả? Hả? Anh khác làm á? Không. Mua à? Mua. Yeah. Tưởng anh khác làm. Ô, em thấy cái này là cái gì đấy? Không phải ngô nhỉ? Đây là bã rượu. Bã rượu phơi khô á? Bã rượu mình nấu hạt trong là bây giờ mình nghiền ra ấy. À. Nghiền bằng máy cho nó buồn. Bây giờ là cũng cho lợn ăn à? Giờ thơm phức ấy, bây giờ nấu à đấy, kiểu như nhắc cái này nấu rượu rồi, nấu lấy rượu rồi đúng không? Nấu lấy rượu rồi. Sao là nghiền. À. Cũng được đấy nhỉ. Ngô hạt. À vậy nhỉ. Còn cái gì hay hay nữa không? Còn cái gì hay hay nữa không? Chú xem chưa gì hay. Ở đây. À đây, ui. Đừng làm nhá. Cái này. Nhưng con này chưa có u. Nhỉ. Chưa. Ý. Con này được mấy năm? Hả? Con này nuôi mấy năm rồi? 3 năm. 3 năm. Không bán à? Không. Để chợ, để kỷ niệm đấy. Cho các bếp. Nhiều con nó có u ở đây cơ nhỉ? U nó dài cơ. Ừ. Cái này chưa có u. Nên mới đến đây thôi. Con này cũng được 8 phân rồi. Nhỉ? 2 phân. 2 phân. Không, 8 phân rồi này, nó đến đây mà. U nó đến đây rồi. Không, cái cảnh này nó già 2 phân thôi. Ừ, thì từ đây xuống đây. Ừ. Vào đến đây cơ mà, chỗ U này mà. Khi nào nó mọc U ra đến đây cơ nhỉ? Cái thằng mà nàng kia về cho mai cho quả. Ừ. Trả 120 rồi. Không bán để làm cảnh. Đây con anh treo con đây. Con này cũng phải đâu, con này là con năm ngoái. Con này từ năm ngoái rồi. Ừ. Được đấy nhỉ. Con này là dần cái mà. Ừ. Con này bắt không cẩn thận nó móc cho chảy máu đấy nhỉ. Để làm cảnh nhỉ. Ừ. Trong các bếp. Thế cây lá này là lá gì đấy?
Lá ổi à? Lá này, lá dừa, lá gì vối rồi. Lá vối để pha thuốc uống rồi đúng không? Mình tích chôm về cờ lên cầu thang về chụp mẹ cái sàn ngô của anh đi. Ừ. Đến đây cá mắm này ăn cá mắm này à? Hả? Ừ, chả ăn cá mắm này. Cá mắm này ngon hơn thịt lợn á? À? Người nghèo chả ăn cá mắm này. Thịt lợn không ngon hơn này mà thịt cá mắm ngon hơn thế này chết thua ông rồi. Bó tay ông rồi. Ông lại thích ăn đồ biển rồi. Ấy da, ngô đây à? Mày mai thì tung lên là lên nhà chú bố mình tình đấy, lên nhà phụ huynh học sinh. Học sinh thì đi làm hết rồi. Được cái mình treo các bếp này cái ngô này nó không bị mọt nhỉ. Đây mọt nó vẫn vào đây này. Không, cái này là ngô non. Non nó vào. Muốn quay á. Đấy. Muốn quay cả từ xưa còn ra đi ra châu kéo cày thì có. Đâu? Dạ. Gà trâu anh kéo cày. Anh chặt ra để làm kéo cày. Đâu? Đây à? Đây. Rồi. Đấy, cái này ngày xưa em đem đi kéo củi suốt. Cái này là da trâu chặt ra để làm dây thừng thay cho dây thừng nhé các bạn nhé. Nhưng mà cái này cái sẹo này bị chuột cắn à? Của nó là phải sẹo như cái bên dưới này cơ nhỉ, đây này. Đấy. Con nhưng mà con trâu này to không anh? Con trâu mẹ à? Thế không được dài mấy. Nó phải chết á? À. Thế là chết mình mới mổ à? Rồi. Cái da này bí lên là bây giờ đốt xong là không cần làm đâu. Lại lại đun lên là lại được xay đấy nhá nhỉ. Không. Được, không. Chính cái đấy mới là ác ấy, đặc sản đấy. Còn cái gì nữa không? Nhà ngoài gia châu các bếp ra thì nhà khó khăn. Nói chung ở trong làng mình thì nó thế thôi, biết làm nào được nhỉ. Ấy à, lúa này được lâu chưa anh? Lúa nương này. Đây lúa nương hay lúa ở ruộng đấy? Lúa ruộng à? Lúa nếp đấy nhỉ? Cái này năm nay hay là năm ngoái? Lúa này này. Hả? Năm ngoái rồi à? Nhiều phết nhỉ? Cái này được 60 cân không? Chắc 5-60 cân thôi nhỉ? Đây là lúa ăn cả năm mình đây à? Ở trong đây là bọn anh là ruộng một mùa chứ nhỉ? Một vụ thôi đúng không? Ừ. Nhà còn có quả cối xay này lâu lắm rồi không nhìn thấy rồi đấy. Ừ. Ừ. Cối này anh vẫn nghiền thường xuyên à? À, làm đậu phụ quá. Được đấy nhỉ. Ừ. Cái này là cái chỗ đồ xôi. Đồ xôi hay đồ rượu này? Cái này đồ xôi hay đồ rượu này? Chỗ này này. Đồ xôi à? Cái này hôm nào nhà có việc thì mới dùng đến thôi nhỉ. To như này. Ấy à, đây có quả chum này ác đấy nhỉ. Đồ cổ đấy nhỉ. Chum này đồ cổ đấy nhỉ. Chum méo này. Đây, chum này méo tom to hết này. Nhỉ.
cái quả này là quả chè á? Đâu, cái này quả cây ca chứ. Quả chè. 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 Chùm này. Hơi méo nhỉ. Chùm này mua lâu chưa anh? Hả? Cái chùm này mua lâu chưa? Chưa, ông già cho rồi. Từ ông già cho á? Ừ. Thế chả được 3 40 năm à? Ôi, gần 60 năm. 60 năm rồi. Vẫn dùng được chứ? Vẫn dùng được. Chưa chưa thủng đâu nhá nhỉ. Đây này. Nếu mà thủng nhìn nó có ánh sáng ngay. Đấy là đồ của ông già, không dám bán. Ấy, mấy nữa mà ông này lại dầu to. Này, có quả chung cổ này. Cả cái này nữa à? Cái này cũng ông già cho à? Ừ. Cái này đựng cái gì đấy? Đây đựng mỡ đấy, bẩn lắm. Mỡ á? Trước nhà em có một cái này nhưng mà lâu lắm rồi, vỡ hết rồi. Đây, cho ra. Cái này là trên 60 năm rồi đấy nhỉ? Đấy đó. Cái này là trên 60 năm đấy. Từ cái thời cổ già non lấy về. Ừ. Trước nhà em có một cái này nhưng mà hỏng vứt hết rồi. Này, cái nhà anh bên kia còn đẹp hơn cái này. Dạ. Yeah. Nó làm vỡ rồi. Đây, cái này hoa văn. Cái này là gốm da lươn đấy. Đúng không? Ừ. Gốm da lươn. Được rồi nhỉ. Mấy đứa bán hai chùm này ăn cả đời. Đấy. Ai, ông lại tỷ phú. Đại gia bản Nà Đon nhỉ. Thế ở Nà Đon đúng không? Chết mẹ đi, đừng có nói thế đâu. Ừ. Không, cái chùm này tốt mà. Cái chùm này chắc chắn là nó phải trên 6-70 năm rồi. Bởi vì trước em cũng được dùng rồi. Em bây giờ 40 rồi. Thì thời thanh niên của ông già em 70. Thì lúc thanh niên ông cũng phải tầm 50 rồi. Thế bây giờ nó cũng phải 5-60 tuổi lúc đấy. Cái loại dòng chum này làm lâu rồi mà. Có cái còn đẹp hơn nhưng mà cháu làm tốt. À, đây còn có máy khâu à? Thế có đài vét không? Hả? Có đài vét không? Đài vét anh tìm cái gì? À, đây đây máy khâu con bướm đây này. Đài vét anh tìm cái gì? Đài vét anh chú tìm cái gì? Anh đang tìm này. Đài vét thì anh biết thừa rồi phải không? Bây giờ cái này là anh biết cúng à? Bàn thờ. Ừ, nhưng mà anh biết cúng không? Hả? Anh biết cúng không? Cúng thì cúng chẳng bình thường thôi chứ mà cái này cứ cho đấy bình bàn thờ của mình thôi. Không, cái ừ. Thấy bàn thờ bác nó quy mô, em nghĩ là tưởng bác làm thầy cúng. Được hạnh nhỉ. Kết hai cái chum rồi đấy. Kết hai cái chum này rồi đấy. Thích hai cái chum này á? Ừ. Không bán rồi không bạn. Không bán à? Nào. Lúc nào thèm tiền mới bán được. Nào thèm tiền bảo em nhá. Nhá. Nào thèm tiền bảo em. Không bán đâu. Ừ. Được đấy. Bây giờ là mời ông chủ chum nhỉ. Một tí. Đại gia chum đồ cổ đấy nhỉ. Không phải đâu. Thế là hai cái chum đấy là từ thời ông bà cụ để lại rồi. Không dám bán. Đâu. Không dám bán à? Của hồi môn đấy nhỉ. Không, anh giữ được nó không thủng thế là được rồi. Trước nhà em có một cái nhưng mà nó hỏng hết rồi. Bán cái gì? Nó sứt đấy. Đi chuyển nhà ấy, chuyển nhà đi chỗ này đi chỗ kia, thế là nó bị sứt cái mồm, sứt cái miệng, không có nắp đâu. Giờ thì không có nắp, nó có nắp mà. Đồ cổ trong là ron nhiều. Ừ. Nên bản uống rượu, toàn chén to. Bây giờ khả năng anh em mình làm hết cái này xong em cũng đi về thôi. Cơm với anh. Không, không cần cơm. Chú đừng bảo là mẹ đang
bố tình mẹ ấy lắm rồi. Sao? Chán. Không sao, hôm nào em lên. Đi hôm chán. Nào lên uống rượu nó khác, hôm nay đi chơi nó khác. Hôm nào lên báo trước nó khác ấy, nhỉ? Hôm nào bảo gọi lên nhé. Rồi. Vừa rồi cấp sắc cho nó thì đỡ được số của chú. Hôm anh gọi em không lên được. Có một lần anh gọi lên làm cái gì ấy, em không đi được. Nó để hôm nào. Em ở đây suốt mà. Nó bảo là thế mày cũng mời thầy trưởng à. Thầy trưởng dạy nó toàn bỏ, nó toàn trốn. Nhè. Thôi, hết chuyện nhỉ. Nó đi Bắc Ninh rồi. Vậy nó cho nó đi làm. Nó mới biết được cuộc sống. À. Thế anh xem cái này cũng phải mang khô cái kia cho một ít em đi nấu. Mang khô à? À, đấy ông lại còn giấu ở đây nữa cơ. Cái kia là cái treo khác thôi đúng không? Cái này là mới phải là cái ấy cái cái này mới là cái chuẩn đấy nhỉ. Cái chuẩn. Ừ. Thế thôi. Em hai vợ chồng ăn ít thôi. Này nấu ra hơn đấy. Đấy, cái thuốc cho gà phải không? Đúng rồi, cái này phải lâu lâu phải trộn vào thức ăn mới cho gà nó không nó khóm cho chú rồi. Này mình nấu ra nó nở thì kể cả làm nhồi cũng được mà. Biết rồi. Cái này nó như da trâu mà. Đun một lúc là nó nở ra mà. Thôi. Cái kia mà đun lúc nó nở. Đấy. Rồi, em cảm ơn nhá. Rồi, có khi là em xin phép đi về đây. Hôm nào lên anh em mình ngồi sau nhá. Vâng. Hôm nào gọi lên nhá. Rồi. Có chỗ rồi hôm nào gọi lên nhá. Rồi rồi rồi, có số thì có chương trình gì alo nhá. Vâng. Thế thằng lớn cấp sắc chưa? Cấp hết rồi. Bây giờ cấp hết rồi. Là cung vũ to thì anh thì cũng khó. À rồi rồi rồi. Phải cấp sắc đấy nhỉ. Em còn chưa được cấp sắc đấy. Nhưng mà năm em cũng giao nhưng mà em chưa được cấp sắc đâu. Hôm nay có một vụ to nữa mà gọi đến em thì em phải hai vợ chồng phải lên. À nó lấy vợ lấy chồng đi. Cũng nếu mà em gọi thì em gọi đúng cái hôm làm ma. Rồi. Hôm nay em cũng phải là. À anh năm nay là làm mừng thọ đúng không? Không làm giải hạn đúng không? Không làm mừng thọ, không làm giải hạn, làm mày cái việc to nhất là có như là. Cấp sắc à? Không. Cấp sắc, không phải cấp sắc nhưng mà cái việc to nhất ấy. To nhất là cái gì? Kiểu như thời xưa ông già có thì mình cũng làm đấy. À. Thế bây giờ mình phải làm giúp ông già đấy. Làm như nào? Làm vẫn làm ma nhưng mà làm to. À. Rồi rồi hôm nào anh làm thì alo em. Vâng. Nhá. Hai vợ cái đêm này, cái đêm nào. Em vào em ở thâu đêm luôn. Hôm sau luôn. Ờ. Thế là cúng to luôn đấy. Cúng to lắm. Rồi rồi. Cái đấy mày đêm từ ban đầu làm từ mấy xem mấy chướng cơ. Rồi 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 rồi. Nhớ thầy là lấy ở đâu? Thầy lấy trong làng này. Trong làng mình đây à? Hôm vừa rồi em thấy là cấp sắc cho một cái ông thầy cúng thấy trèo lên cái thang dao rồi này. Không, cái đấy là trèo đấy là làm bé thôi. À. Ở đây có trèo được không? Không hôm đấy có trèo không? Cái này cũng có trèo. Không trèo à? Tức là làm ma cho ông về sau thôi gì? Ông nội của mình ấy. Rồi rồi, tức là tới đây. Chưa ông nội của mình chưa làm được. Rồi rồi rồi. Rồi. Nó làm. À, này. Phải làm ma. Ừ. Tức là bố anh mất là từ lúc anh 6 tuổi. Ừ, 16 tuổi. 16 tuổi. Đến bây giờ là chưa lấy vợ. Anh bây giờ là bốn mấy rồi? Anh ạ. Ừ? Em vừa 41 thôi. 41 đúng không? 80 nhỉ? Năm 79. À 79, 41 rồi. Thế là được hơn 20 năm rồi nhỉ? Ừ. 25 năm rồi. Năm nay anh phải làm. À năm nay làm à? Làm tại nhà mình đây luôn nhỉ? Làm tại cùng ba anh em làm nhà cháu. Ừ. Nhà bên kia. Rồi rồi rồi. Hôm nào lên làm thì alo em nhá. Vâng. Rồi. Bây giờ em xin phép đi về đây. Vâng. Rồi. Nhá. Thế nhá. Rồi rồi. Em đi về đấy. Cũng muộn muộn rồi. Đi chơi. Đấy. Không cần đâu. Ăn một quả chuối. À lấy cắt một vỉ đi cho con. Không. Mà nó không ăn đâu. Bọn nó không thích ăn chuối mấy đâu. Chuối này có hột nhỉ? À chuối này là có chuối mùa đông nó. Mùa đông nó có hột. Được. Ngon mà.
Chú lên chụp ảnh bảo là được có được ý nó không được một chút nào không? Nghèo thì ai cũng nghèo thôi, nhưng mà thôi cố gắng. Đây con cái lớn rồi, mình cứ túc tác thôi nhỉ. Nhưng mà nhà thì tới đây phải sửa lại đây nhỉ, nghiêng hết rồi. Nhà nghiêng hết rồi đây này, cột nghiêng hết rồi, đúng không? Thế bây giờ là cả nhà có mỗi xe này thôi gì? Đây cột nhà để chuẩn bị làm đây à? Để nhờ thôi đúng không? Được đấy nhờ. Rồi em về nhá. Vâng. Thấy say rồi đấy. Đấy, đây là ở bản Nà Đon nhỉ, thôn Nà Đon thuộc thị trấn ấy, thị trấn nhưng mà lại có thôn, khổ thế. Hôm nào xuống lấy học bạ cho thằng con thì cứ gọi cho em, không ở nhà em điện em bảo cho nhá. À, nên à, chơi với lại à, phụ huynh học sinh, nhà phụ huynh học sinh, con cái các học sinh là đi làm hết rồi. À, mình xin phép kết thúc video đây nhé.